tiên em xin gửi lời chào đến thầy Dương Trung Hiếu và các anh chị em trong nhóm. Em tên là Nguyễn Thanh Tài, sinh năm 1990, đang ở Bù Đăng, Bình Phước. Hiện tại công việc của em thì là phụ gia đình, không coi quán xá. Hiện tại thì em có gia đình rồi, có một cháu, cũng chật vật lắm, cũng mới khởi nghiệp. Cho nên là bước đầu cũng hơi gian nan, thì em cũng muốn tự do tài chính, cho nên là em cũng lên mạng tìm hiểu rồi tham khảo những cái website rồi nọ. Em cũng có biết đến thầy Tiên Trung Hiếu, thì em biết đến thầy từ lúc em còn đi học kìa, năm 2015 thì phải. Hồi đó thì thầy hướng dẫn những cái video Photoshop, thì em cũng có coi, nhưng mà lúc đó em chỉ coi về nghe giọng của thầy thôi. Những cái từng clip em quay em coi chỉ là thấy giọng của thầy, tại vì không biết cái nguồn video trên YouTube lúc đó là của ai đăng, em không, lúc đó không có quan tâm, cho nên là không có để ý. Nhưng mà mãi về sau á, em có coi lại clip kiếm tiền online nọ, thì em mới thấy thầy, hình ảnh của thầy trên trên mạng, thì em mới biết thì ra cái giọng này hồi xưa mình có nghe rồi. Thầy cũng đã lên mạng kiếm tiền từ rất sớm rồi. Thì em cũng bắt đầu năm 2016 thì em có xem clip của thầy nhiều hơn, cũng thử tạo tài khoản mà này nọ, nhưng mà do công việc của em cho nên là em không có đi theo thời gian dài, nên em lại gãy gánh giữa đường, nên là cứ làm tí thì lại không có được. Sau thời gian này thì em công việc nó ổn định lại tí, thì em cũng muốn học hỏi thêm cái công việc này nhiều hơn, thì em cũng muốn